Chiều mùng 8 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức đón đoàn học sinh Nhật Bản đến từ tỉnh Fukuoka tới Hà Nội nhằm mục đích giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa các em học sinh giữa hai thành phố. Chủ trì tiếp đón đoàn công tác của Fukuoka là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cùng đại diện ban giám hiệu, học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố như Chu Văn An, Trần Phú, Việt Đức, Phan Đình Phùng và Đoàn Thị Điểm. Chương trình trao đổi giao lưu văn hóa giữa Fukuoka và Hà Nội được khởi động lại sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19, đồng thời cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Điều này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, vun đắp tình cảm thắm thiết của các thầy trò của các trường từ Hà Nội và tỉnh Fukuoka ngày càng tốt đẹp. Với cái mục tiêu là ngành giáo dục đào tạo Hà Nội sẽ tiến tới đào tạo ra công dân toàn cầu. Và với công dân toàn cầu thì chúng tôi đề cao rất nhiều đến cái hoạt động ngoại ngữ và tin học. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian vừa qua thì ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đã tăng cường trong các việc giúp cho các em học sinh có cái môi trường tốt nhất để đào tạo ngoại ngữ và đào tạo về tin học, công nghệ số, chuyển đổi số trong giáo dục để giúp cho các em sau này khi mà đi công tác hay là đi học tập, đi du học nước ngoài hoặc là sang nước ngoài sinh sống và làm việc thì có nhiều cái điều kiện kiến thức để giúp cho các em. Thế và đây là một cái hoạt động mà chúng tôi đánh giá rất là cao. Hà Nội đã phối hợp với Nhật Bản để mà tổ chức các cái hoạt động đưa các em học sinh từ Việt Nam, từ Hà Nội sang Nhật Bản. Và ngược lại chúng tôi sẽ đón các em học sinh từ Nhật Bản đến với Hà Nội để mà học tập và nâng cao chương trình ngoại ngữ, để mà tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của hai đất nước, giúp cho hai cái mối quan hệ giữa hai đất nước này càng gắn chặt nhau hơn, tốt hơn. Trong khuôn khổ chương trình, 41 em học sinh từ Fukuoka sẽ được các gia đình ở Hà Nội đón tiếp và tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hà Nội, tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô như làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, Lăng Bác, Hồ Hoàn Kiếm và nhiều di tích khác. Em nghĩ là chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật sẽ thứ nhất là sẽ cho em hiểu thêm được về truyền thống cũng như là văn hóa của người Nhật và giúp cho các bạn Nhật hiểu thêm về đất nước Việt Nam. Hơn nữa là bọn em có thể trao đổi các cái kinh nghiệm học tập cũng như là cách sống, tại vì là theo em được biết thì người Nhật rất là văn minh và họ cũng rất là kiểu đúng giờ và lễ phép. Thực ra những cái chương trình giao lưu như thế này thì nó rất là tốt và rất là bổ ích cho không những chỉ có học sinh của trường chúng tôi mà ngay cả học sinh đến từ đất nước Nhật Bản, vì bản thân các bạn đã được học hỏi rất nhiều lẫn nhau từ những cái nét sự giao thoa văn hóa. Đúng là các nước cùng ở châu Á nhưng mà cũng có những nét văn hóa riêng, có những cái phong tục tập quán riêng, thì các bạn sẽ qua cái thời gian giao lưu này thì các bạn sẽ hiểu biết rõ hơn về đất nước, con người của Nhật Bản, cũng như là học sinh trường tôi sẽ cung cấp thêm các cái thông tin về những cái nét đẹp, nét đặc sắc của thủ đô Hà Nội từ các bạn học sinh Nhật Bản. I think these kind of we can both Vietnam students and Japan students can both experience their countries like cultures or some sort of other stuff. I mean, I think this experience is a very good thing to do these days. Do you think this experience is going to help you a lot in the future? Yes, it's going to be just my like story or something, but I want to be a school teacher in the world and teach Japanese or English in the future. I mean, I think these kinds of experience will help in my future.